chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Dư Cao Đưa Âm Thanh Số. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ lại giới thiệu với các bác một sản phẩm mới là về súp hoặc là về trầm. Vâng, đây là súp điện B3 bát 30 mặt màng đồng rất là đẹp. Đây là bên em cũng vừa lấy thùng ra mà vừa mới nhập một lô về để giới thiệu cho các bác mọi miền Tổ quốc yêu âm nhạc, yêu cái chất trầm. Vâng, thì đây là cái sản phẩm bên em sẽ quay và giới thiệu cho các bác chi tiết. Bên cái dòng B3 này là được mặt bằng đồng các bác nhé, nhìn rất là sang chảnh, rất là đẹp. Vâng, thì đây là chi tiết cái súp điện B3 em giới thiệu là súp điện B3 bát 30 mặt trước có hai lỗ thông hơi phía dưới đấy ạ, hai lỗ thông hơi phía dưới. Vâng, đặc biệt cái dòng này được làm bằng cái căng sắt trước rất là chắc chắn để bảo vệ cái bát bên phía bên trong, trẻ con nó rất ít khi nghịch được, rất là chắc chắn. Đây là bên em đang test cái chất âm của cái súp điện này để cho các bác trải nghiệm. Đặc biệt cái dòng này được sơn sần rất là chắc chắn, rất là lì, nhìn rất là khỏe khoắn, đầy sức sống. Trầm là phải có chất âm nghe mà cảm thấy sướng, cảm thấy sức sống nó mãnh liệt, đấy mới là trầm. Bên đây là cái dòng mà sản phẩm bên em nhập loại 1 China Trung ương Trung Quốc. Nhiều bác ở hàng Trung Quốc nó không xịn, nó không hay. Thật sự là theo bên Dư Cao Đưa Âm Thanh đánh giá thì là cái dòng Trung Quốc, các bác cứ chơi lại một cho em thì dòng nào nó cũng xịn, dòng nào nó cũng chuẩn. Đây là em đang thử chất âm đấy ạ. Đây là logo đằng trước rất là chắc chắn. Đặc biệt cái dòng súp điện này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực đỉnh luôn, cực phê. Các bác nghe trầm rồi thì các bác sẽ thấy được cái chất âm của cái súp này nó hay như thế nào. Đặc biệt là đây là công nghệ mới, công nghệ của Đức. B3 là dòng công nghệ Đức, được phía Trung Quốc mua lại cái công nghệ và sản xuất những cái bản thương mại cho cái người dùng được sử dụng và sở hữu cái trầm ở cái mức giá là giá thành rất là hợp lý, không quá cao. Vâng, thì đây là tổng thể phía trước cái súp điện B3 bản thương mại. Để quay phía sau cho các bác nhé. Sơn sần rất là lì luôn này, chống xước rất là tốt. Đây là cái bảng mạch giao diện phía sau, thì là em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây là bên em đang đấu từ đẩy đằng sau đẩy ra đấy ạ. Thì đây là cái logo B3. Hàng này bên em nhập chuẩn hàng Trung ương loại 1 của Trung Quốc. Thì đây là công tắc tắt mở này, đây là công tắc tắt mở đấy ạ. Và đây là cái cổng cắm dây nguồn này, ba chân. Thì ở phía dưới cái cổng cắm dây nguồn nó có một cái cầu chì để tự ngắt, khi mà dòng điện nó quá công suất nó sẽ tự ngắt để bảo vệ các thiết bị phía bên trong. Vâng, cái này là chạy điện 220V, điện 220V nhé bác nhé. Đây ạ, 220V. Đặc biệt duy nhất cái bản này là bản thương mại của dòng B3. Và công suất của nó là 270W. 270W cho giải tần rất là rộng từ 50 đến 60 Hz. Vâng, phía dưới này thì có các cái công tắc, có các cái núm thì em sẽ giới thiệu chi tiết. Đầu tiên đây là cái núm NPF, đây là núm nó cắt súp này. Cái này nó cắt rất sâu luôn. Nó cho từ giải tần 40 Hz, 40 Hz đến 150 Hz. Thì các bác chỉnh về 40 Hz thì là cho chất âm, cái chất trầm rất là êm, sâu lắng, dễ chịu. Và các bác chỉnh lên một chút xíu thôi thì là nghe rất là hay. Còn cái bên cạnh là cái núm volume to nhỏ rồi, thì là các bác nghe ở cái chất trầm nào phù hợp với bài hát nào thì tai mỗi người nghe mỗi khác, thì các bác để làm sao hay nhất so với tai mình nghe thì các bác dừng lại. Còn cái công tắc đảo pha, đây là công tắc đảo pha để cho cái chất trầm đồng với cái đôi loa chúng ta đang nghe, hay gọi là đồng kênh. Vâng, bên cạnh này là cái tín hiệu đầu vào bằng cái cổng hai level input này, bằng rắc đỏ đen, cầu đỏ đen đấy ạ. Thì là đây là hai cái này đều là tín hiệu vào bác nhá. Thì các bác cắm ở cầu bên nào cũng được, nhưng cứ phải đỏ đen thì mới được nhá, âm dương.
thì bên em đang đấu bằng rắc đỏ đen đấy ạ, bằng cầu đỏ đen. Còn đây bên này là có cái ba cái rắc hoa sen hay là gọi là AV line này, thì các bác nếu mà cắm từ đằng sau đây, từ đằng sau âm ly, cái này tích hợp được cả âm ly và đẩy các bác nhé, thì các bác cứ cắm bằng cái cổng hoa rắc hoa sen này này, một đỏ một trắng, thì là cái súp này nó chạy và hoạt động. Rồi và đặc biệt dưới này là có một cái rắc hoa sen cái súp nữa, đây súp đây ạ. Đây thì là cái này là cắm từ đằng sau vang, đây, các bác chỉ cần cắm một dây thôi thì cái súp này nó cũng hoạt động, nó có đấy, bên này là cái rắc hoa sen đấy. Hay là các bác cắm từ đằng sau vang, ví dụ là có những cái vang nó ghi là súp ao hay là có những cái vang ghi là bát ao, thì các bác chỉ cần cắm bằng cái rắc canông hoặc là rắc 6 ly ra hoa sen, sau đó các bác đưa cái vào cái cổng súp hoa sen ở dưới súp này là nó chạy. Thì nữa em cũng sẽ đấu từ vang cho các bác chi tiết nhé. Đây là bên em đang đấu từ vang xuống hoặc là từ âm ly đấy ạ, thì là bằng cái rắc cầu đỏ đen 2 level 1 phút đấy ạ. Nên là bên em đang thử trầm đấy ạ. Và đây là cái cánh tản nhiệt này, cánh tản nhiệt này là để cho các cái hơi nóng nó bay lên trên và nó để làm mát cái bảng mạch phía bên trong, nó không bị nóng. Đây là cái cánh tản nhiệt. Đây là cái dây tín hiệu này, thì em khuyên các bác là lên đấu một mối nối như này nhá, để tránh chập cháy sau khi quá trình mình sử dụng lâu dài mà nó bị bong ra, bật các cái dây tín hiệu ra thì nó sẽ không gây chập cháy được các bộ âm ly hay là đầy công suất. Đấy, thì bên em cũng khuyên các bác lên đấu thêm mối nối như này. Vâng, đấy là cái tất cả những cái chi tiết đằng sau em giới thiệu cho các bác. Vâng, đây là bên em đang test nhạc bằng một cục đẩy công suất K950 và cái vang ZKM5FX và một đôi loa full Wiwood. Đây ạ. Đây là em đấu ra tín hiệu với nhá. Từ đằng sau cái súp B3 bản thương mại. Từ đó em ra đây ra tín hiệu nó đi ra đây ạ. Đây. Đấy, ra tín hiệu đấu bằng cầu đỏ đen đấy ạ. Đấy, như này là các bác đấu được ra súp rồi ạ. Đấy. Còn một cách thân thức đấu nữa là đấu từ đằng sau vang, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác. Đây là đằng sau âm ly nhá, hoặc là đẩy, đều đấu bằng cầu đỏ đen như này, đó là cái tín hiệu ra loa ấy. Các bác đấu bên nào của tín hiệu gian loa cũng được. Em quay tổng thể cho các bác. Nhà em bừa bộn quá, rất là nhiều hàng, ngày nào cũng đóng nhiều, thì bây giờ cái sản phẩm mới về thì em giới thiệu cho các bác. Giờ em tắt trầm đi nhá, tắt trầm đi ạ. Tắt trầm thì các bác để các bác đánh giá và trải nghiệm cái chất trầm Super B3 bản thương mại này bên em. Đấy, nghe rất là khô. Nó không đủ giải vì mà loa nó cũng chỉ hỗ trợ hai giải thôi. Giải chủ yếu là giải chung và giải trep. Thì gia đình mình có một bộ dàn karaoke mà chưa có trầm thì em khuyên các bác là lên mua thêm nhá, để hỗ trợ giải bass thấp. Để nghe trong chất âm nó đủ giải, nghe hay hơn, sâu hơn và dễ chịu hơn. Em đã bật trầm lên cho các bác đi ạ. Đấy, nghe chất âm nó khác hoàn toàn, rất là hay. Đấy, nghe tiếng rất là sâu. Các bác nào đã dùng trầm rồi mà thiếu trầm thì nghe rất là khó chịu. Và các bác chưa nghe bao giờ thì các bác nghe xong các bác phê luôn. Nghe rất là hay và chi tiết. Đặc biệt tiếng trầm nó phải tròn, chắc và nghe nó không bị bẹt như các dòng trôi nổi trên thị trường. Rất là nhiều dòng nghe nó cứ tiếng bát nó cứ bị bọp rồi nó bẹt mà nghe nó ủ tai rất khó chịu. Thì bên em chỉ là chuyên hàng trung ương loại 1 ở phía Trung Quốc. Vì thế cái chất trầm nó rất là hay, sâu và tròn. Đấy, tiếng trầm rất là hay, em lại tắt đi các bác nhé. Đấy, nó hết trầm rồi ạ. Lại bật lên cho các bác nhé. Thử trực tiếp cho các bác trải nghiệm và nghe luôn. Đấy. Chất âm rất là hay. Bây giờ chúng ta chỉ việc thưởng thức thôi ạ. Đây mà các bác không thưởng thức rất trầm nhá. Đấy, phía đằng trước đi ạ. Nhìn rất là chắc chắn, khỏe khoắn. Rất dễ trưng bày. Được phủ một lớp sơn sần màu đen. Đặc biệt là cái mặt này nó hỗ trợ mặt màng đồng rất là đẹp. Gân cao su nhá bác nhá. Gân cao su càng đánh càng mềm. Càng đánh càng mềm. Không bao giờ sợ dã vì nó là cao su tinh khiết. Hai lỗ thông hơi phía dưới. Đây là bát mặt trước. 330.
Vâng, nên là sau khi bên em đã thử bằng đấu bằng cái câu đỏ đen thì bây giờ em là đấu theo súp, đấu theo vang. Vâng, thì đằng sau vang đa số là có những cái cổng súp ra hoặc là bát ao ra, đấy là tiếng súp đấy ạ. Thì cái này là bằng rắc 6 ly da hoa sen, có những cái vang nó thiết kế bằng rắc canông da hoa sen, thì đây là rắc 6 ly da hoa sen thì em đang đấu trực tiếp đằng sau vang nhé. Xuống gấp ly đấy ạ. Xuống trầm. Em đang đấu xuống trầm đấy ạ. Đây là em đấu xuống trầm thôi nhá. Đây là cái cổng hoa sen này bằng đường súp này. Đây là cái cổng này dành cho đấu từ vang xuống, không đi qua âm ly hoặc là không đi qua đẩy nữa. Đấy, em đấu bằng 1 giây nhá. Cái này nó hoạt động 1 giây thôi, vì nó có một loa mà. Đấy, bằng cổng súp này. Đấy, em đấu từ vang xuống nhá, em tắt trầm đi này. Đấy, hết tiếng trầm rồi ạ. Nghe rất là khô. Đấy, đấu bằng cổng từ đằng sau vang. Nhiều bác không thích đấu từ âm ly hoặc từ đằng sau đẩy. Từ sau âm ly thì các bác đấu từ vang xuống. Đây, em hướng dẫn cách đấu từ vang xuống. Em bật trầm lên cho các bác nhá. Tiếng rất là sâu. Đấy, hai chiếc âm hoàn toàn khác nhau khi mà có trầm và chưa có trầm. Đấu cũng rất đơn giản thôi. Nhiều bác thấy bảo khó nhưng các bác đấu một lần rồi các bác quen hết đấy ạ. Đấy, rất là hay. Mà tắt trầm đi nhá. Đấy, nghe rất là khô và chói, nó không có độ sâu của âm nhạc. Thế các bác lên hỗ trợ trầm để cho chất âm sâu hơn. Đấy. Âm rất là tròn. Đặc biệt là cái tiếng trầm nó phải tròn thì mới đúng là tiếng trầm, chứ tiếng trầm mà bẹt là hỏng hết. Em đấu từ đường sau vang đấy ạ. Đấy. Đấy, giờ tín hiệu này, em dùng 1 giây đấy ạ. Giờ tín hiệu này, đi xuống này. Đấy. Bây giờ em và các bác quay ra trước để nghe nhé. Vâng, thì cao đồ hôm nay giờ test cái chất âm của cái loa Sub B3 bản thương mại, mặt lòng vàng rất là đẹp, gần cao su, bát mặt trước. Được bảo vệ bằng ghe căng sắt rất đẹp, rất chắc chắn. Đây, bên em đang test chất âm đấy ạ, hàng mới về bên em xong. Đường trầm rất là tròn, căng, rất thích hợp cho nghe nhạc và hát karaoke. Súp rồi nhá. Mùi mùi có nhau vì ngàn câu thương nhớ. Cắt súp đi rồi bác ạ. Anh đâu hay rằng mẹ quên sớm dần rất lì luôn. Anh bật chậm lên nhá. Đành lòng lòng vàng quyền lực, cuộc sống gia đình ổn định nhờ cái lòng vàng, nhờ chất liệu vàng. Vâng, thì bên em có vẻ cái túp B3 mặt lòng vàng rất là sang chảnh.
mà không những nó về cái mặt nghệ thuật rất là đẹp thì cái vẻ bề ngoài rất là cứng cáp, khỏe khoắn, đầy sức sống. Vâng, em và các bác cùng trải nghiệm cái tiếng bát nhé, tiếng siêu trầm của cái Sub B3 Long Vàng. Em test trực tiếp cho các bác. Bát cực căng và tròn luôn.